Nice. Cái đó không ăn sống được đâu anh. Đang quay hình đó hả? Cái cần phụ gì không em? Lấy camera rồi mới vô. Anh hỏi quá trời, không ai nói gì hết trơn. Có cái phụ gì không em? Mà sao cái này anh mặc quá vậy chun? Ủa lên cái phụ gì không? Nhanh lên nha. Cái gì? Dọn vô. Quên cái cây rồi, cái kiểu. Trời ơi, tất bật quá, trời hay quá à. Mà sao chắc có một người nằm đây cứ nằm hoài vậy? Mà tất bật á, mà tự nhiên bưng cái chị đó cây đây, người ta đang ăn lẩu. Hay quá. Mấy chứ thực ra là cái mình cũng rất muốn giúp đỡ bạn bè, tại vì mình cũng biết nó ăn chứ. Nhưng mà ở đây có người nói chị giỏi nó ăn hơn. Nó chứ là Gil, Gil nấu rất là ngon. Ủa anh nói vậy là anh đang xem thường chị Linh, em và cả Vũ luôn á. Và chị Oanh luôn á. Thôi xem thường cũng được quá em. Nó giỏi hơn rồi. Ủa chị, sao chị dễ dàng, quốc phục quá chị. Cái nhà mình cũng bếp đây nhỏ quá. Ê. Cái nhà nhỏ hả? Mời qua thì mình cũng nghĩ là mình muốn qua cho vui thôi, chứ thật ra chị có làm nha Khánh. Chị có làm. Chị có làm nha. Rất là nhỏ. Không có đáng. Nhưng mà mình thấy đó, nó nhỏ xíu. Mà Khánh lại bày đặt lao vào cây Noel trong nhà, mà cái cây nó bự khủng khiếp, nó bự mà nó lấp hết nguyên 1/4 cái phòng khách, nhưng mà thấy là không biết cách sắp xếp. Chứ nếu thí dụ là anh thì anh phải làm sao? Anh sẽ không lòng cây phòng. No, nhưng mà bởi Christmas coming to town. Christmas không có đến town nào ở đây chưa á. Nếu mà anh để cây mai. Ê. Không, tại vì sau ngày 24 là em chắc chắn em sẽ chuyển qua cây mai rồi. Không, 24 thì nó quá lâu. Mình là người Việt phải biết tiết kiệm trong mùa dịch này. Phải là cây mai luôn mọi người nha. Rồi, như mọi người thấy đó, tất cả mọi người đang rất là bận rộn và tôi cũng đang rất là bận rộn với review. Anh làm cái gì? Nãy giờ anh làm cái gì? Anh lấy cái nón này anh đội đầu. Cái nón là của Khánh. Nhưng mà sao nhìn anh kiểu bị mập mập đúng không? Anh mập à? Ủa anh làm cái gì hết chưa? Anh đang sắp xếp lại. Em không làm cái chơi hoài vậy Khánh. Anh rất xạo luôn á. Thời gian rất là bận rộn. Thấy kêu không? Tất bật quá. Rồi bạn này tự nhiên đâu có gì vậy? Đúng rồi. Nè. Rồi, yeah, cảm ơn cô. Ủa gì vậy? Cảm ơn nha. Nhưng mà tôi có cái nón này rồi. Nhưng mà nể bạn luôn, tôi nể bạn tôi mới đang đó nha. Đừng có giỡn. Đó, đẹp chưa? Wow, nice. Ủa, của chị đâu? Thuộc của chị đâu? Thời gian không? Không, rất ghê á anh, rất ghê á. Bạn tặng mà nó nói cái gì ghê kìa. Ê, có ai cài lên giùm em được không? Anh cài lên giùm em đi. Anh cài lên giùm em hả? Ừ. Nghe mùa này được không? Ủa? Ê, anh đang làm gì là anh làm bị chốc nền em á. Ủa, em... Chết rồi. Ủa, anh làm cái gì? Em ngược rồi. Phải quên chợ, phải đi mua đồ. Ủa? Anh ơi! Cái gì? Có cần cái gì thêm thì cứ nhắn tin. Hay là em muốn đeo cái băng đô. Băng đô á? Không được, cái đó tóc lên ghê lắm. Ý, không được lộ cái trán em ra, ghê. Trán cao luôn mà. Ôi, cao luôn mà. Sao, em đeo em cầm gì em, anh cầm gì em đi. Yeah, nice. Quay. Không thấy em à. Nhưng mà cái thông đẹp hơn. Ủa, cái thông đẹp không hơn. Không thấy chị à? Không thấy chị. Không thấy chị đâu. Nó rần rần nhưng mà không thấy chị. Đây. Đâu? Like kem. Vô. Đâu? 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 Bum. Merry Christmas. Trời ơi, anh ơi rất là nhức đầu luôn á. Cái góc này của anh rất nhức đầu luôn á. Ở đây mọi người đang rất là bận rộn cho mọi người. Và chúng tôi cũng vậy. Đó, Gil. Người đảm đang nhất ở đây, còn người này là chỉ là phụ bếp làm như hay lắm thôi. Còn em, giao bột anh, anh nói em đi. Hai, bà còn Khánh đang làm gì ạ? Khánh đang phụ Gil. Cái này không có để lấy nhà con. Không ai vô bếp mặc đồ như khùng nha. Hỏi với anh mà đồ làm sao? Đồ làm sao thôi. Không, thật ra Gil đâu có vô đây đang nấu ăn, mình nói rõ ràng hôm nay mình ở đây mình để quay, mình là điêu bi ngày hôm nay. Không, bây giờ anh quay vậy rồi, em đang xếp chén dĩa đi, quay xếp chén dĩa đi. Rồi. Dạ rồi ạ, mời mọi người ạ. Dạ bác Ngọc. Đã xếp sẵn nãy giờ rồi.
em đừng có làm những trò đùa buôn kiếm đậu dở hơi nha. Mà giờ đây nhà em nhưng mà anh có thể đuổi em khỏi nhà đó. Ôi, bằng cách nào à? Nhưng mà anh không thương em hả? Không, dĩ nhiên không rồi. Sao anh bỏ, anh với lại anh bỏ cả cái nhóm này hơn một tháng trời. Hai tháng mà. Nó chỉ cầm lên mở ta lắm, anh hết một hai muốn. Hay quá. Trời ơi. Ê mà, hình như anh mập lên đúng không? Không có nha. Kiều ốm thì không Kiều. Dạ đúng không anh? Thì cái này ốm hơn á, chém vào đầu trắng hơn nè, ốm á. Nhưng mà các em quay cái bụng hển bụng ra, em bầm mập lắm á nha. Kiều đánh vô. Ê, anh nói vậy là khán giả biết em á. Ủa, con mèo đâu rồi? À, con mèo trên đây. Trên đây có mèo trên đây. Ủa, sao bất ngờ vậy? Để nó giật mình đó, anh đừng có làm cho nó sợ. Không nha, mỗi giờ mỗi số là mỗi khác nha. Nếu mà coi kỹ hơn á là biết là mỗi số mỗi khác nha. Merry Christmas mọi người. Yeah, Merry Christmas. Hôm nay có 6 món quà hơi ít mọi người à. Hả? Tại vì chúng ta có 6 người thôi, nếu mà thấy một món quà nó mới ghê đó. Rồi. Dễ lắm, dễ ẹt. Thì bây giờ ha, bốc thăm cái người này là người đầu tiên. Ok. Là số 1 á hả? Cái thôi có được biết được, dù như là dù như Gil người đầu tiên, ví dụ như vậy ha. Thì Gil trong đống này nè, Gil được quyền chọn bất cứ quà nào mà Gil thấy đẹp bề ngoài đó. Nhưng mà Gil phải mở ra để cho mọi người thấy đó là món quà gì. Ok. Xong rồi Gil bóc tiếp lá thứ hai, ví dụ như bóc chúng Khánh đi. Ok. Rồi Khánh, ví dụ không, cái này không có tính là kiểu cũ. Xong rồi Khánh bóc cái quà nào đó, ví dụ như Gil bóc lên cục thả bông. À, cái điện thoại đi, Gil thích quá Gil để đó, nhưng mà Gil không được giữ. Cho đến khi mà tới Khánh, Khánh bóc quà thứ hai, Khánh bóc ra cục xà bông. Khánh muốn đổi thì Gil bắt buộc phải đổi, đó là luật. Còn người tiếp theo thì được, người tiếp theo là Wendy thì Wendy lại được đổi với hai người này. Người tiếp theo là Wendy rồi, bởi vậy người cuối cùng là người sướng nhất được chọn quà nào đẹp nhất trong đó. Nhưng mà không có quyền từ chối đó. Không có quyền từ chối, tại vì đó là cái xui của mình rồi. Nhưng mà nếu mà lại bóc trúng quà của chính bản thân mình thì sao? Là sao bóc chúng được, được thời gian được chọn mà. Cái nào là mình trong cái phần bóc quà này là mình nghĩ chơi nhau luôn. Chắc chắn là thôi, bây giờ em nghĩ vậy thôi, mình bóc theo cái số đi. Thôi, không vui. Nhưng mà tại vì mình là người Việt Nam, tại sao mình phải bóc theo kiểu người Đa Huy vậy? Tại vì người Việt Nam mình không có chơi cái này. Phải chơi kiểu này nó mới vui, nó mới hụt hận. Nhưng mà bây giờ sao mà mày bóc đi, bây giờ mọi người đồng ý theo kiểu nào? Việt Nam. Em là kiểu quận 7. Vậy là chị vẫn quận 7, ok. Rồi chơi thôi, không biết. Yeah. Bây giờ người đầu tiên là ai? Ta bây giờ phải chơi với tiêu sĩ. Ok, nhiều đá bị nè, nhiều đá bị nè. Ai là người xui đầu tiên? Chị quên chứ là chơi. Bốc nè, ra biết liền. À đâu có. Nhưng phải chọn ai là người bốc đầu tiên? Ai là người bốc đầu tiên? Ai là người bốc đầu tiên đúng không? Quên. Cái này với cái này được hợp lý nè. Chỉ tụi mình bày ra ha. Tại vì đấy mình đổi số rồi. Đó, bây giờ anh bốc trong này đi. Bốc cái đống này đi là ai người bốc đầu tiên? Bốc trong này nè. Cái đó nó thấy số. Không có. Ai là số 1 mình sẽ bốc trước rồi. Số 1 là bị bóc trước đi. Mọi người ơi, clip này sẽ dài 30 phút nha. Ủa mọi người, cái này là một cái 6 nè, nó sẵn rồi mình không có, cái này khác. Đây đây đã để gom lại. Bây giờ mà được thì mình bóc thứ tự đúng không? Không có, khác. Được rồi, mình bóc đúng không? Cứ nghe đi, cứ nghe đi. Rồi. Dạ mình lên đi first là định. Cái này nhìn chưa thấy số luôn. Không có nhìn. Rồi ok. Đi lên chưa? Thôi, đừng giấu, đừng cho ai biết. Giấu cho ai biết. Cho được trai biết nha, cho được trai biết nha. Ủa, em không thấy, à đây. Rồi, ok. Cho được trai biết nha. Cho được trai biết nha. Nhưng mà tôi biết số của cậu rồi đó, tôi mới nhìn thấy rồi. Trời ơi, kệ đi, không sao đâu, mệt quá. Ủa, thôi cũng được. Rồi, bây giờ có show ra không? Không, đừng có show ra. Ok. Thì bây giờ bắt đầu là chơi nè. Ok, nhiều đá bị đúng không? Bị. Rồi. Bàn tay trắng ra cái bàn tay đen chè đậu xanh. Ủa, em không biết cái câu đó câu gì. À nhiều đá bị, ôi chị anh sao khó chịu vậy. Lẹ đi. Rồi, nhiều ra ít bị. Rồi mà quên bị. Rồi. Bị gì? Bây giờ. Ủa vậy mình bóc cái này nó gì? Không, nghe đi, nghe nè. Bây giờ, quên. Thích quà đầu nhất. Bốn. Phải bây giờ phải nói cái gì là chị chọn số 4. 1, 2, 3, 4 hay 1, 2, 3, 4? Thì hồi nãy chị thiếu số 4.
bốn bên nào, 1 2 3 1 2 3. Ủa? Đây nè. Bốn này. Đây bốn này. Quay luôn á hả? Đây là quà của mình hả tôi? Đây là quà của vui cho mọi người, quá đẹp nhất. Sao mà anh định lấy lại sao mà anh tiếc nuối vậy? Làm sao? Có sao nữa? Thì mở ra. Cái số này sao? Cái gì? Cái số này thì sao? Không có ý nghĩa. Lát nữa bóc tiếp. Cái này có ý nghĩa không? Đó, lát nữa là quanh bóc người tiếp theo thì bóc lên con người tiếp theo là người này được bóc. Wow, nó mất cười lắm, mất cái bấm nút cho nó kêu. Đâu, bấm nút nào đâu? Cái nút cái trống đó kìa, đằng trước á. Cái trống à, đây à? Quay lại. Cái này rất là hồi tiếng gọi nhà một mình nha mọi người. Như ma vậy đó. Rồi, không vậy đó. Bây giờ sao? Phải bóc. Ủa nhưng mà cái này đã thuộc về sở hữu của chị rồi thì bây giờ chị sẽ là bóc cho người tiếp theo thôi đúng không? Bóc cho người tiếp theo thì chặt cái gì? Nếu mà thích cái này thì lấy. Nhưng mà nói chung mà không hiểu nhưng mà cứ làm hay run nha. Bóc là được đúng không? Phải bỏ ra đúng không? Thì có ai là người tiếp theo? À cái này giống như số thứ tự vậy. Ba. Số 3 nè, phải tuôn. Not me. Ồ, chị Hoàng thì lên. Rồi, ok. Rồi, chị chọn đi. Đứng nhóm của mình đang về. Đây. Cái này cũng yêu hả? Chưa chắc bạn nhận được đâu bạn. Ủa? Mình sao có quyền đổi mà. Dù như nó bằng cái kia thì hả Linh có thể đổi với Quanh mà. Là đứa nào có quyền đổi? Người sau cùng sau còn bạn là sau cùng có quyền đổi. Ôi, bóc mẹ bao giờ? Cái cơm sức khỏe hay sao mà thấy nó cảm giác nó nặng nặng mà nó quá vậy ta? Có cây kéo không? Ok. Sao mà quá kỹ quá vậy trời? Thì xé đi. Đây, kéo này, kéo này. Để em xong rồi, người ta đã xong rồi nè. Ủa, tặng gì vậy ta? Tặng cái bàn hả? Tặng cái bàn học, hiểu không? Hay là cái cân. Em nghĩ là cái cân y tế quá à. Cái đồng hồ. Mọi người, em mở được cái này rồi, mọi người xem. Người ta mở được cái này rồi. Cái gì vậy? Ai được đổi ai? Một là Linh, hai là Oanh. Em đổi chị
Hai cái món này thì để cho người ta chê đó. Ê, sao kỳ vậy? Em nói là hai cái món này thì em nói luôn cả của em mụ. Số 5 này. Số 5 thì chê em hả mình? À, số 5 em. Ok. Rồi. Rồi đó. Bóc cái gì cũng được rồi, biết được thôi. Cái em lấy cái này, số 1. Cái đó con tự. Dạ không, cái này là của con. Cái này là của Vũ. Còn cái này là con, cái này là của chị. Của chị đúng không? Rồi, em xin phép. Màu xanh là màu của hy vọng. Còn cái túi là chị xin của. Tan 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 tan. Tinh dầu. Không hết hả? Tham. Tinh dầu. Tinh dầu. Wow. Rồi. Thật sự rất hợp. Em mình cũng cần. Yeah. Ê, nhưng mà đổi không? Cái gì? Bây giờ làm sao em có tất cả đây? Cái này mua được cái này. Không. Anh sẽ đổi. Khoan, nhưng mà một hồi là sẽ đổi hay là bây giờ phải đổi? Bây giờ đổi liền. Không, em giữ cái này. Sao em bóc? Em đổi cái này. Đúng. Em sẽ là người đổi. Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Đó lên, mày đổ lên nha, mày đổ lên nha. Ok. Ok, vậy còn hai cái của bạn. Tại sao có ba cái lượng? Tại vì có cái của chị Quanh nữa. Quanh, đó là Quanh. Bóc chung là của chị Quanh. Ok. Rồi. Ok. Ừ, như là làm dài nói vậy. 2, 3. Rồi, lấy cũng chung luôn. Em cũng bóc chung luôn. Nhưng mà em đổi thì anh đâu có được đổi hả? Đâu có, anh người cuối mà, anh thắng nhất mà. Tôi thấy có một cái sự thuyết âm mưu ở đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, đúng rồi. Ủa mọi người ơi. Không, không, bây giờ mình phải bóc ngẫu nhiên đi. Bây giờ mình sau cái này mình bóc ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên gì? Thôi bác thôi. Ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Okay, Christmas. Yeah. Cái này nhớ mọi người ơi. Cái này là em đi đi lựa đó. Cái này là em đi lựa đó tại vì em thấy là ở đây ai cũng có cái bằng bút. Bây giờ đổi không? Em đổi đi, đổi đi. Hãy vì tương lai của chúng ta. Đây. Đổi ai? Em đổi gì lên nha. Đây là cái gì nha? Mình phải mở ra, đây là món quà của ai vậy? Vũ Vũ. Đây là món quà được gói đẹp nhất. Không, cái này là Vũ tự tay gói nha. Cái này em được biết là Vũ tự tay gói đó. Cái hoa này lấy ra ở trên cái bàn ăn đó. Rồi xong rồi Vũ tự về lại Vũ đó. Không, anh chưa đâu có đổ quà của em được, em đúng không? Trời, công sức người ta luôn á. Xé ra là xé. Trời ơi, rồi anh không có đỡ. Cái gì đây, cái gấu bông quá. Không, không. Chứ cái gối à. Em tẩy bỏ giấy chứ không thể nó bể. Coi dừng bể đó, nhẹ nhẹ thôi. Bể hả? Yeah. Cái đồ xịn hơn cái đó cũng luôn á. Không có xịn hơn. Cái này xịn nhất rồi. Đây là ok quá em à. Đây là điều ok đó. Ok, tôi đổi giờ ở chơi đó. Đẹp lắm nha. Có cái gì đó Vũ? Có đèn, có nhạc luôn á nha. Có lên gì có đó. Đêm anh ngủ anh mở cho. Gỗ hộp nhà anh. Gỗ hộp nhà anh thiếu gỗ. Rồi được rồi. Được rồi, nó chạy không có đã. Anh phải show cho anh mở đèn lên, anh mở đèn lên. Mở đèn lên, nó không chạy luôn á, nó chạy á, nó không chạy. Ở dưới. Mở đèn. Ủa mà sáng em chơi nó chạy mà ta. Ủa sao vậy trời ơi. Mua về chơi trước. Mọi người nghĩ xem. Có cái cây có chạy bóng vũ. Từ từ, nó phải chạy bóng vũ. Sáng nó chạy cái con nó. Nè, nói cho nghe, để cho dễ sửa thì cái đèn cũng thuộc về mấy đứa thôi. Món quà này là của Vũ thì cái chuyện nó không thể nào mà về tay Vũ được. Không có, ai cho? Không, bây giờ không được. Em đụng nam ý gì kỳ vậy? Ê, bây giờ cái trò này chơi xong rồi đó. Bây giờ vui thôi, rồi chơi vui thôi. Ủa, không lại. Chơi thập niên 80. Còn cái này chân ở đâu? Cái nhà nó không hợp. Cái này là nhà nó không hợp rồi. Hả? À, nhà hợp mà ông quanh nó hợp. Nó ở của mình à. Nhà nó ở của mình à. Hợp. Cái này hồi xưa là cái phiên bản con khỉ luôn. Đúng rồi. Trời ơi, em mua cái này nè. Nó năm đồng. Em có món con này nữa. Nó giống như những người bị cực kỹ như quanh.
Nào sao nào. Mà mọi người cảm thấy rất là không ai muốn lấy món này. Cái cảm giác của mọi người là ai cũng muốn lấy món này và không ai muốn lấy món này. Thì rõ ràng phải có cái này cái kia. Rồi bây giờ mọi người muốn chơi lại đúng không? Mọi người không phục gì? Không phục. Tôi nghĩ là cỡ nào thì nó cũng sẽ dời cho tôi thôi. Được rồi, tôi sẽ chơi lại lần nữa. Rồi bây giờ để sẵn ngoài luôn. Giờ để sẵn ngoài luôn. Để ngoài số đó. Số đâu nào? Số nào? Bây giờ đây là số 1. Ủa phải không? Đúng. Nãy là số 1. Số nào cũng được. Bây giờ nó nằm số nào cũng được hết á. Thôi vậy phải rõ nè. Nè số 2 để vô đi. Rồi nè. Nè số 2 đi. Cục cái game cứ hộp. Số 2 rồi em cầm số 2 nha. Không được. Lấy cái này đi. Không nhưng mà sao hôm nay về chắc đi mua thêm 4 bộ. Rồi tự nhiên cái gì mà cái này ấy rồi, cái này lại đi. Ơi cái này đi ha. Đâu vậy? Ủa ổng á, ổng vậy. Trời ơi, cái món quà gì đâu mà chưa có ai đem về sở hữu hết mà rớt hết trơn rồi. Đó, của thằng quỷ vũ. Thôi, không chơi vòng vòng. Đó. Cái mẹ không có rớt cái nắp. Anh đâu bao giờ mà anh mở nhà làm chi? Anh có anh mở chứ. Rồi này, bây giờ chơi sao vậy? Rồi giờ bóc lại. Cái lô Việt Nam thôi tôi không biết. Rồi giá thì giờ bóc thôi chúng ta. Là một người nào? Một nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, số 5 sẽ là của em. Chưa chắc. Bây giờ chơi bóc cuối cùng hay bóc liền? Bóc 2 số đúng không? Bóc 1 lần. 1, 2, 4, 5, 6 đúng không? Rồi bây giờ bóc 1 lần. Rồi bây giờ nè. Giờ chọn hướng đi, hướng nào? Nè này 1 đúng không? Hay là này 1? Giờ mọi người muốn sao giờ cho mọi người biểu quyết đó. Biểu quyết đi nào 1. Bóc ông nhà em 1 cho dễ nhớ nè. Ok. Ông nhà đen quá hay nè. Quá hay nè. Vì nó dễ nè. Là một chút vui rồi. Rồi có nhà nè đó. Rồi bây giờ 6 cái tay, 6 cái tay để vô đúng. Giờ 6 cái tay vô cùng một lúc kìa. Sao anh đốt cái tay em vậy? Chưa ai có em bóc rồi chưa mở hai cái kìa chưa mở ra nha chưa mở ra nha chết rồi em mắc cười rồi em mở rồi em mắc cười rồi số năm à không sao nghe số một quá rồi bây giờ nha và đi từ hướng em nha số bốn lấy đúng là cái bóng hồi nãy luôn lấy đúng là cái bóng hồi nãy luôn thì mở cái gì số mấy vậy? Số 1 số 1 cái em cười hoài luôn. Nếu mà chị số 1 là số 5 nha. Thì số 1 có nghĩa là ê rõ ràng ông chơi theo luật nước nào thì là mèo cũng hoàng mèo đúng không? Đây nó thật sự thuộc về chị. Đây bây giờ về tiệm gắt tự gắn vô chuẩn bị nè. Rồi Dũng ơi, số 5. À! Thấy chưa? Cỡ nào là cái này? Ủa, cái của anh mà. À! Thôi vậy anh coi cái của anh trước đi. Có khi nào tụi mình lấy vào cuối cùng mình không? Ba người cùng lắm không? Sáu. Sáu. Dễ thương mà. Trời ơi. À đúng rồi. Cái món quà này của em mua quá phù hợp với anh Jun. Tại vì anh Jun hay viết bài, hay dạy học, hay viết bài, hay viết kịch bản, hay viết kịch bản. Và cái này là khi mỗi lần anh cầm cái bút anh viết thì anh sẽ nhớ tới em. Đôi giới này dành cho những đêm thật là lạnh lẽo. Không có chứ. Không có chứ. Không có chứ. Mọi thứ nó đã trả về chung của người tôi hả? Ừ, nó là như vậy rồi. Không có. Cách này mày không đi vừa đâu. Đúng rồi. Vậy thích đôi giỡn không? Rồi. Không phải cái này không ai bóng đẹp về nhà và màu đen không biết làm sao luôn. Ừ cái này khó chân quá em mua. Cái này không có hợp đâu bạn ơi. Mua đồ xịn như kia mới được. Còn cái này cái bóng giỡn. Ủa hả? Vũ nói Vũ mua cái này để cái lý do là để không cho ai chân được hết. Đây và đây là giới dành cho những người còn lại. Yeah. Mọi người ơi. Ủa đây là đặc biệt. Không có. Thì tại vì em thấy mọi người đang kiểu không có ổn định lắm nên là em mới đem ra nè để dành cho mọi người nè. Mọi người dừng ở Naui được rồi. Là tôi được cái thứ thơm rồi. Về Việt Nam làm gì không biết. Trời đẹp quá. Bên em đâu có ăn uống mấy cái đó đâu. Ăn hoài luôn, bữa em còn hỏi Kiêu nữa. Em hỏi Kiêu chỗ mua nữa. Trời thật sự luôn á. Tại vì rõ ràng không nè, mọi người hay qua nhà em thì bây giờ nhà em phải có đầy đủ hết tất cả mọi thứ để phục vụ cho mọi người một cách tốt nhất. Đúng không? Anh chua, tụi em ít qua nhà anh lắm. Tại vì không qua nhà tao. Tại vì nhà anh quá nhỏ. Rồi tặng mấy cái giới này làm gì khi tức là mùa hè. Mất dài. Xin thì lấy đi. Xin lấy rồi đó. Lấy mà. Ủa? Không, anh hợp gỗ. Đúng rồi, anh hợp gỗ kia. Cái này để không phải đâu Dung ơi. Nó là quả báo đó. Muốn mua
Cho Giáng sinh nhiều quả táo. Cô sẽ cảm ơn mọi người, trời ơi. Yeah. Yeah. Cảm ơn mọi người. Anh nha, chúc mừng sinh nhật cái gì? Chúc mừng Giáng sinh đi. Ủa? Là đúng một câu đó là không biết hai người còn lại nói gì luôn. Hai bạn nè, ai ở con này đi kìa. Hay là hãy giơ mũ bạn của mình lên. Rồi, 1, 2, 3. Merry Christmas.